Mình mới mua cái lò hấp, gọi là cái steamer để hấp bánh, bánh cuốn là bánh cuốn. Nay mình mới mua về thì mình làm thử một cái máy thì nó có hai cái tre vậy. Bây giờ mọi thứ mình đã sẵn sàng hết rồi, mình làm sẵn hết. Tại này mình muốn thử sử dụng cái máy nó như thế nào thôi, chứ mình không có hướng dẫn làm bánh cuốn nha. Mình có giá trụng với một ít rau sống, nước mắm làm sẵn, nước mắm chua ngọt với chả lụa, ít hành phi này, da chua nhà làm. Thì cái hướng dẫn sử dụng toàn là tiếng Tàu không à, mình phải lên Google mình dịch ra mình mới biết. Thì bây giờ mình chế nước vô, nó có cái lỗ nè, mình chế nước vô ha, chờ nước sôi. Mình cũng có nấu sẵn ít rồi, trong đây nó có cái mức để mình nhìn mình thấy cái mực nước tới đâu á. Ở đây nắp lại để hơi nước đi hơi, đây có cái kề đó, dặn lửa lớn. Giờ bột mình pha, mình để dầu vô, giờ mình múc bột để vô thử. Lần đầu tiên làm cũng không biết làm như thế nào. Sử dụng cái bếp ga mini nấu cho nó tiện. Mình chờ cho bột nó chín rồi mình lấy ra ha. Thì trong cái hộp nó chỉ có cái thôi, cái này với hai cái khe với một cái con dao này để cắt thôi, dao để cắt thôi. Cái này mình mua trên mạng mình thấy hay, nó lạ, mình mua về mình làm thử. Thường thì ở nhà ăn thì đổ bằng cái chảo không dính, chảo chống dính á. Nước sôi quá chừng hơi nó lên nè. Cái này gọi là cái steamer, thấy không? Máy hơi, nồi hơi. Mẹ. Wow. Bột chín nó mỏng quá chứ đâu có ấy mẹ. Mình để cái khe này vô cho nó nóng. Cắt thành hai thôi ha. Cái đó mình đổ bột nó chưa có đều. Cái đầu tiên đổ bột chưa đều. Mình đụng cho nó nóng nha mọi. Mà để hai bên này cuốn cho thử. Ngon cũng được cái. Để đầu này nè, nó cuốn nó đi dễ hơn, ta đẩy nó. Rồi. Nó hơi bị dính rồi. Không. Rồi được. À, cũng Rồi, hay rất ha. dễ làm. Mà ngon nữa. Đâu mẹ để nhưng cái đầu này mẹ đẩy tới nó dễ hơn. Ngược tay cái đó làm. Đẹp quá. Rất Này là bánh cuộn. dễ. Ngược nè, mà đẩy tới như sao Ngược hơi, nó ta ngược tay. Rất là dễ. Cuốn cũng đẹp. À, cái bánh nhìn đẹp ha, đều á. Mình không có khéo làm bánh mà thích làm bánh, cho nên mua làm về toàn là mua bột pha có sẵn á, thường là xài bột Vĩnh Thuận thôi, mua về rồi làm thôi. Cái chỗ này hơi dày nè, dày chỗ đó bột. Cái bếp này là của Trung Quốc. Dễ quá. Trời ơi, lần đầu tiên mình làm mà mình còn thấy thích. Thích mốt tự làm ăn nha. Trời ơi, nó dễ ơi là dễ. Đó.
đậu đó bị nổ lỗ. Cần đổ bột dầu, cái này phải đổ dầu vô bột nhiều một chút dễ đẩy. Ngon nè, này làm được rồi nè. Được rồi đó. Ta đẩy vậy, ta đẩy cũng được. Thì ba được. Ăn không? Có bụng chưa? Dạ. Mày đẩy vậy nó dính vô đây đâu có lấy ra, khó lấy ra. Mà ta đẩy lên như thế vừa tấp hai. Mày đẩy vậy nó dính cái ấy không? Cái cuốn nó dính đâu quá. Thì to được. Ăn giá không? Để giá vô. Không. Không ăn à? Đừng có đụng cái lò nha, nóng nha. Cái lò nó đang cuốn luôn á. Rất là dễ. Ngon. Cái này mình làm ra đó là cái bánh nào nó đều cái bánh đó luôn. Rất là đẹp. Bạn thấy không? Cái bột nó không có dày. Đây. Đây. Đây xong một bịch đây. Cắt dĩa bánh đây. Bây giờ ăn bánh thôi các bạn ơi. Mình chế nước vô cái lò hấp đó, là mình hấp được một bịch bột luôn á. Chế một lần thôi là mình hấp được một bịch nè, một bịch bột được nhiêu đó. Là cái bánh này. Gấp cái khoanh bánh lên rồi. Để một xíu hành phi. Thank you.
Mình xong rồi đó, mình muốn thử, mình muốn thử làm bánh cuốn bằng cái máy mình mới mua đó, thì rất là tiện lợi, dễ dàng luôn. Thì video mình dừng ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bây giờ mình đi ăn bánh cuốn thôi. Bye bye. Bye.